Xin gọi tôi là Tổng Giám. Sau cuộc vấp ngã rồi hôn môi, Đàm Tùng Vận mắc cỡ bỏ đi, phản ứng của Lâm Canh Tân gây chú ý. Cả Lâm Canh Tân lẫn Đàm Tùng Vận đều có cùng một phản ứng sau khi quay cảnh hôn môi ở Xin gọi tôi là Tổng Giám. Ekip sản xuất phim truyền hình Xin gọi tôi là Tổng Giám vừa tung ra đoạn clip ghi lại trọn bộ phản ứng của Ninh Mông Đàm Tùng Vận và Lục Ký Minh Lâm Canh Tân sau khi có nụ hôn bất ngờ. Chẳng là Ninh Mông bị vấp phải cái chai rồi ngã nhào vào người Lục Ký Minh, cú ngã định mệnh kia khiến môi Ninh Mông chạm vào môi Lục Ký Minh. Dù không muốn thừa nhận nhưng Lục Ký Minh thực sự đã cướp nụ hôn đầu của Ninh Mông rồi đấy. Ấy vậy mà khi phát hiện chuyện vừa hôn nhau xong, cả Ninh Mông lẫn Lục Ký Minh đều tỏ ra vô cùng mắc cỡ. Hai người nhanh chóng đẩy nhau ra, rồi không ai dám nhìn mặt đối phương. Ninh Mông nói bâng quơ và câu gì đó rồi bỏ đi. Lục Ký Minh từ đơ cứng đến ngượng ngùng, rồi lại tự trách lấy bản thân. Chẳng biết là lúc này anh chàng đang trách chính mình hôn không tốt hay trách bản thân đã không nói được lời ngọt ngào với Ninh Mông. Nhưng dù sao thì fan của Xin gọi tôi là Tổng Giám vẫn đang mong đợi nụ hôn bất ngờ này lắm. Cụ thể sau khi hôn nhau, mối quan hệ giữa Ninh Mông với Lục Ký Minh sẽ chuyển hướng theo kiểu ngọt ngào, nồng cháy hơn. Hiện tại khán giả đã phát hiện ra chuyện giữa Ninh Mông với Lục Ký Minh có tình cảm trên mức bạn bè thông thường. Tuy nhiên vẫn cần phải chờ xem ai thổ lộ trước, bởi hai người đều là dạng đầu đất, có cảm tình nhưng mãi mà không hề răng thổ lộ câu nào. Xin gọi tôi là Tổng Giám được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên, phim thuộc thể loại hài tình cảm lãng mạn. Nội dung kể về mối tình oan gia ngõ hẹp nhưng không kém phần ngọt ngào giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông Đàm Tùng Vận và chàng tổng tài khó tính Lục Ký Minh Lâm Canh Tân thủ vai. Vốn khắc khẩu và không đồng quan điểm, cặp đôi luôn đối đầu trên mọi chiến trường công việc. Thế nhưng đứng trước một cô gái mạnh mẽ độc lập và tham vọng như Ninh Mông, chàng tổng giám đốc lạnh lùng như Ký Minh cũng phải siêu lòng. Về phần Ninh Mông, cô mong muốn trở thành một nhà đầu tư xuất sắc nhưng cấp trên lại nghĩ cô không đủ trình độ. Để tìm cho mình lối đi mới, Ninh Mông quyết định xin nghỉ việc sau nhiều năm cống hiến. Và vận mệnh của cô bắt đầu thay đổi sau khi gặp Ký Minh. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.